Đại dương là những vùng nước mặn bao la rộng lớn. 97% lượng nước trên trái đất thuộc về các đại dương. Nhưng con người mới chỉ khám phá được khoảng 5% đại dương mà thôi. Thế giới có bao nhiêu đại dương? Theo thứ tự giảm dần thì chúng ta sẽ có 5 đại dương sau. Lớn nhất là Thái Bình Dương, tiếp đó đến Đại Tây Dương là 2, Ấn Độ Dương là 3, Nam Đại Dương là 4 và Bắc Băng Dương là 5. Trước đây thì chúng ta chỉ có 4 đại dương thôi, sau này thì được công nhận thêm Nam Đại Dương. Thế nên khái niệm 4 bể, tức là 4 đại dương cũ đã không còn chính xác nữa. Mặc dù được công nhận là các đại dương tách biệt, nhưng mà các vùng nước này lại tạo thành một khối nước liền với nhau ở trên toàn cầu. Độ sâu trung bình của các đại dương là khoảng 3.700 mét. Và phải nói rằng con người khi mà khám phá độ rộng của đại dương thì bao giờ cũng dễ dàng hơn khám phá độ sâu của đại dương. Từ hơn 500 năm trước thì các nhà thám hiểm đã có thể khám phá được độ rộng của các đại dương rồi, nhưng mà rất khó để tính toán độ sâu của nó. Đi lại trên bề mặt đại dương bằng thuyền cũng đã diễn ra ngay từ thời tiền sử. Nhưng mãi đến ngày nay, việc khám phá và di chuyển xuống dưới lòng đại dương mới có thể thực hiện nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ. Thế nên mới có câu nói vui rằng con người còn hiểu biết về mặt trăng nhiều hơn chính những khu vực dưới đáy đại dương. Như các bạn đã thấy ở phần tiêu đề, đây là câu chuyện về những đại dương sâu nhất ở trên thế giới. Và bởi vì những đại dương rất là rộng lớn nên để mà thuận tiện thì chúng ta sẽ tìm kiếm những rãnh sâu nhất, những khu vực sâu nhất của các đại dương, từ đó so sánh và đưa ra những ví dụ rất cụ thể. Rãnh ở đây là một vùng được hình thành do kiến tạo địa chất của trái đất, gọi là rãnh nhưng mà nó rất là lớn và có quy mô khổng lồ. Và đây là top 7 rãnh đại dương sâu nhất trên thế giới. Hãy cùng chờ đợi đến vị trí cuối cùng. Ở vị trí thứ 7 đó là rãnh Puerto Rico. Puerto Rico được biết đến là nơi sâu nhất ở Đại Tây Dương với độ sâu lên đến 8.800 mét và trải dài hơn 800 km. Gọi là rãnh Puerto Rico bởi vì nó nằm ở gần quần đảo Puerto Rico. Khu vực này bắt đầu được các nhà khoa học khám phá và công nhận từ năm 1964. Puerto Rico ở đây có nghĩa là cảng giàu có. Puerto Rico thì thuộc Hoa Kỳ và nằm ở phía đông bắc của vùng biển Caribe, một vùng biển thuộc Đại Tây Dương. Nói thêm về Puerto Rico thì ở nơi này có diện tích là hơn 9.000 km², đảo chính hình chữ nhật với khoảng 60% diện tích là đồi núi. Puerto Rico thì cũng rất là nổi tiếng về các hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng. Rãnh sâu thứ 6 ở trên trái đất đó là rãnh Nhật Bản. Rãnh Nhật Bản thì tất nhiên nằm ở gần Nhật Bản và là một phần của vành đai lửa Thái Bình Dương. Rãnh Nhật Bản kéo dài từ vùng biển ngoài khơi Hokkaido cho đến gần tỉnh Chiba. Vào năm 1989, một tàu ngầm 3 người đã lặn đạt độ sâu 6.526 mét khi mà thám hiểm rãnh Nhật Bản. Nhưng độ sâu này thì vẫn chưa ăn nhầm gì, bởi vì vị trí sâu nhất của rãnh Nhật Bản có độ sâu lên đến khoảng 9.000 mét. Rãnh sâu thứ 5 trên thế giới tiếp tục thuộc Thái Bình Dương, đó là rãnh Kermadec với độ sâu là 10.047 mét. Cụ thể thì nó nằm ở Nam Thái Bình Dương và cách New Zealand hơn 1.000 cây số. Rãnh đại dương này trải dài hơn 100 km và điểm sâu nhất của nó được gọi là Scoreship, nằm dưới mực nước biển như đã nói là 10.047 mét. Rãnh sâu thứ 4 trên trái đất đó là rãnh Kurin Kamchatka. Rãnh Kurin Kamchatka tiếp tục nằm ở Thái Bình Dương, lần này không phải ở phía Nam Thái Bình Dương mà là ở Tây Bắc của Thái Bình Dương. Rãnh này được tạo ra do cái sự sụt lún của vỏ trái đất và cụ thể ở đây là mảng Thái Bình Dương đã bị lún xuống, tạo ra các hoạt động rất là mạnh mẽ và sự phun trào núi lửa. Tên rãnh nghe hơi phức tạp, Kurin Kamchatka được đặt theo tên của hai nơi. Thứ nhất là bán đảo Kamchatka và thứ hai là quần đảo Kurin. Ở khu vực này thì thuộc Nga nhưng mà rất là gần Nhật Bản và nó kéo dài khoảng 2.900 km và diện tích lên đến gần 300.000 km², tức là cũng gần bằng diện tích của nước ta rồi. Khu vực của rãnh này thì nổi tiếng với quần đảo Kurin. Quần đảo này trước đây thì thuộc Nhật Bản, nhưng mà sau khi Nhật thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai thì Liên Xô đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo này và nay thì nó thuộc Nga. Tất cả những cư dân trên đảo sau đó được đưa sang định cư ở vùng Trung Á. Đến nay Nhật Bản vẫn khẳng định chủ quyền của mình với một số nhóm đảo thuộc quần đảo này. Vị trí thứ 3 ở các rãnh sâu nhất trên thế giới đó là rãnh Philippines, nằm ở gần Philippines thuộc Thái Bình Dương. Rãnh này đôi khi còn được gọi là rãnh Mindanao do nó gần bờ biển phía đông của đảo Mindanao thuộc đất nước Philippines. Rãnh này có chiều dài gần 1.320 cây số và chiều rộng khoảng 30 cây số. Và điểm sâu nhất của rãnh này sau khi đo được đó là 10.540 mét. Rãnh Philippines được các nhà khoa học nhận định có niên đại khoảng 8-9 triệu năm và nó được thăm dò rất sớm lần đầu tiên từ năm 1927.
Rãnh sâu thứ hai ở trên trái đất đó là rãnh Tonga. Rãnh Tonga thì nằm gần quần đảo Tonga thuộc Nam Thái Bình Dương với độ sâu là 10.882m. Đây là rãnh sâu nhất ở Nam Bán Cầu. Và điểm sâu nhất của rãnh này có tên là Horizon. Tại sao lại tên là Horizon? Bởi vì nó được đặt theo tên của con tàu đã khám phá rãnh này vào giữa thế kỷ 20. Chúng ta còn vị trí số 1 nữa, nhưng mà trước khi đến vị trí số 1 thì cũng phải thấy rằng ngoại trừ vị trí số 7, các vị trí số 6, số 5, số 4, số 3, số 2 đều là những vị trí thuộc Thái Bình Dương, và vị trí số 1 cũng thuộc Thái Bình Dương. Điểm sâu nhất trên trái đất, rãnh Mariana. Rãnh Mariana là nơi sâu nhất ở trên trái đất của chúng ta và nằm ở khu vực Tây Bắc của Thái Bình Dương, phía đông của quần đảo Mariana. Rãnh này có chiều dài khoảng 2.550 cây số, kéo dài từ đảo Mariana tới gần Nhật Bản. Chiều rộng thì lại khá khiêm tốn, chỉ khoảng 69 cây số mà thôi. Rãnh Mariana được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1858 bởi một con tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Anh có tên là HMS Challenger. Tuy nhiên, mãi đến năm 1951, một con tàu khác có tên là Challenger 2 mới có cơ hội đi khảo sát về nơi sâu nhất đại dương này. Tại thời điểm đó, dù khoa học công nghệ chưa phát triển, nhưng họ cũng đã đo lường được độ sâu của rãnh Mariana tương đối chính xác. Bằng việc sử dụng kỹ thuật sóng âm thời bấy giờ, người ta ước lượng độ sâu của rãnh là khoảng 10.900m. Và điểm sâu này, còn gọi là vực sâu này, được đặt theo tên của con tàu phát hiện ra nó, đó là vực Challenger. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thì người ta đã tính toán được kích thước của toàn bộ rãnh Mariana và độ sâu chính xác của rãnh. Điểm tận cùng của vực Challenger, độ sâu cuối cùng của rãnh Mariana đó là 11.034m tính từ mực nước biển. Đôi khi con số này sẽ chênh lệch một vài mét bởi vì nước biển thì cũng liên tục thay đổi. Để cho dễ hình dung thì nếu mà đặt đỉnh Everest vào rãnh Mariana thì nóc nhà của thế giới vẫn còn cách mực nước biển hơn 2.000m nữa. Một độ sâu phải nói là rất khủng khiếp. Và tất nhiên, mọi thứ trên bề mặt của trái đất nếu mà đặt xuống rãnh Mariana thì đều sẽ lọt thỏm xuống, không có bất kỳ một ngoại lệ nào cả. Tại nơi sâu thẳm dưới đáy đại dương này thì mọi điều kiện và yếu tố tự nhiên đều bị hạn chế. Ánh sáng mặt trời thì không thể chiếu xuống được đáy của rãnh Mariana và tất cả đều là tối đen. Các bạn biết rồi, nếu mà thiếu đi yếu tố ánh sáng thì nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng theo, và nhiệt độ ở đây thì cũng cực kỳ thấp. Ngoài yếu tố ánh sáng và nhiệt độ ra thì áp suất mới là nỗi ám ảnh của những chuyên gia, những nhà nghiên cứu về rãnh Mariana. Tại nơi tận cùng của đại dương này, tận cùng của thế giới này thì mỗi một inch vuông bề mặt phải chịu một áp lực lên đến 8 tấn. Cứ hình dung một diện tích còn nhỏ hơn lòng bàn tay của chúng ta mà phải chịu áp lực của một chiếc xe tải, điều này quá là khủng khiếp. Thế nhưng, tại một nơi khắc nghiệt như vậy thì các sinh vật ở đây cũng vẫn cứ sinh sống bình thường theo cách tiến hóa riêng của nó. Nhiều loài sẽ tiến hóa rất là kỳ dị. Chúng tiến hóa theo nhiều hình dạng khác nhau để phù hợp với điều kiện tự nhiên. Có những loài tiến hóa mạnh mẽ về mặt thị giác để có thể dễ dàng tiếp nhận được ánh sáng. Nhiều loài mà không tiến hóa được kiểu này thì thôi, bỏ luôn chức năng thị giác, khỏi cần nhìn nữa, để tiến hóa về xúc giác, tăng khả năng cảm nhận môi trường xung quanh và săn bắt con mồi. Hay một số loài lại tự biến mình thành một cái điểm phát sáng, thành một cái bóng đèn dưới đáy đại dương để hấp dẫn con mồi. Và điều này thì làm cho các nhà khoa học cảm thấy rất lý thú khi mà khám phá rãnh Mariana. Song ở nơi này thì con người cũng đã vô tình tìm thấy dấu hiệu của chính con người. Đó chính là nhựa, một sự thật đáng buồn. Đúng là con người đã xả rác trên toàn cầu và trên toàn bộ thế giới của chúng ta. Không có nơi nào là không có rác cả. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi những video này và đồng hành trong suốt quãng thời gian vừa qua. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và lan tỏa những thông tin này đến nhiều người hơn nữa. Xin được nói lời chào, tạm biệt